Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một phân khúc MPV. Đó chính là chiếc xe Xpander, Mitsubishi Xpander. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân và là cái phiên bản nhập khẩu. Chiếc xe được sản xuất tại Indonesia. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ạ, lần đầu tiên thì Mitsubishi bắt đầu đưa chiếc xe này về Việt Nam mình theo cái hình thức là xe nhập khẩu ạ. Và chiếc xe được sản xuất tại Indonesia, sau 2 năm bán hàng thì bây giờ là bắt đầu từ năm 2020 thì Mitsubishi cũng đã bắt đầu tiến hành lắp ráp bán ra thị trường những chiếc xe Xpander. Đây là sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam ạ. Cho nên những chiếc xe đời 2018-19 thì mới là cái phân khúc nhập khẩu ạ. Và đây là cái phiên bản số tự động 1.5 số tự động nhập khẩu ạ, phiên bản 7 chỗ ngồi quý vị và các bạn nhé. Và quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ, bắt đầu từ những chiếc xe này được bán ra thị trường thì những chiếc xe cùng phân khúc ở những các hãng khác doanh số đã bị giảm đáng kể đấy ạ. Bởi vì thiết kế rất là đẹp, trẻ trung ạ. Đây, thiết kế rất là đẹp ạ. Thứ nhất là thiết kế trẻ đẹp, thứ hai lại là xe nhập khẩu cho nên là đi rất là chắc chắn, rất là tốt. Cho nên là rất nhiều người đã tin tưởng và sử dụng Mitsubishi Xpander. Đấy. Và quý vị và các bạn cũng đã biết ở Việt Nam mình những chiếc xe 7 chỗ thì như chiếc xe này đây, hoặc là những chiếc xe Toyota Innova, phần lớn là những chiếc xe để dành cho anh em chạy dịch vụ, sử dụng chạy dịch vụ đấy ạ, chạy khách, nói chung là để kinh doanh vận tải. Cho nên là người ta sẽ bao giờ người ta cũng tính toán, thứ nhất là xe phải rẻ, thứ hai là phải bền chắc chắn thì bắt đầu sử dụng nó mới chạy dịch vụ thì nó mới hiệu quả về kinh tế ạ. Chính vì vậy cho nên là những cái dòng xe này thì phần lớn là chiếc xe này để mua về để chạy dịch vụ ạ. Và chiếc xe này thì tôi cũng cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không bị tai nạn, không bị ngập nước, máy móc nguyên bản và mới lăn bánh được 3.3 km thôi, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại Mitsubishi ạ. Đây. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe nhé. Bắt đầu tôi sẽ giới thiệu chi tiết này. Tôi sẽ đi một vòng sát gần lại cho quý vị và các bạn cùng xem. Chiếc xe này thì chúng tôi mua về thì nó cũng đã có xước sát. Đấy, những cái việc xước sát nhẹ nhàng thì không thể tránh khỏi được quý vị và các bạn nhé. Và xước sát nhẹ nhàng thì chúng tôi cũng đã đánh bóng đi rồi, cho nên là nó còn rất là đẹp đây quý vị và các bạn ạ. Đây, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên cái nền của nó rất là căng, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Nếu bị đâm đụng hay là va chạm gì rồi, sơn nhiều rồi, nói chung là sơn nhiều rồi thì nhìn cái nền nó không được căng như thế này nữa quý vị và bạn nhé. Tôi quay trực diện này, cũng như tôi quay một góc chéo để quý vị và các bạn thấy được. Hiện tại cái thời điểm này thì chúng tôi cũng đã đánh bóng đi rồi, cho nên là cái nước sơn của nó rất là đẹp, rất là bóng và không còn một vết xước nào nữa. Cho nên quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì chỉ có việc đổ xăng vào và chạy thôi. Có xăng thì sang tên nữa là xong hết, không còn phải làm cái gì cả. Lịch sử bảo hành bảo dưỡng full lịch sử tại hãng. Và chiếc xe này cũng mới bảo hành bảo dưỡng thôi. Và lịch nhắc bảo hành cũng còn tầm 3-4 nghìn gì đó thì mới phải quay lại hãng để bảo hành bảo dưỡng tiếp ạ. Đấy, không có xước sát gì cả. Đấy là cái phần này, xước sát nhé quý vị bạn ạ. Không còn xước sát gì đâu. Cái cabo này cũng sơn zin đây này. Đấy, và giới thiệu thêm cho quý vị và các bạn về option. Với chiếc xe 7 chỗ ngồi, giá thành lại rẻ mà lại option thì lại rất là nhiều quý vị các bạn ạ. Cho nên là rất nhiều người được lựa chọn đấy ạ. Từ khóa thông minh, đè nổ start top cho đến đầu đây. Đây là cái phần đầu thì quý vị bạn xem về cái phần thiết kế của Mitsubishi này. Rất là đẹp luôn, mặt ca lăng bằng chrome, sáng bóng, rất là đẹp. Thiết kế rất là đẹp, rất là trẻ. Và bây giờ theo xu hướng là chúng ta hay mua xe về là phải độ đèn bi. Đèn bi thì đây là nguyên bản của nhà sản xuất đã có đèn gầm lại là đèn bi. Đèn trên thì chưa đèn bi quý vị bạn nhé. Đèn pha, đèn cốt thì vẫn là đèn thường thôi, halogen bình thường thôi. Nhưng đèn gầm thì đã được trang trí là đèn bi rồi. Đấy, rất là đẹp. Đẹp. Và cái giải này là cái giải đèn LED đây quý vị bạn này. Hôm nay đang rất nắng to cho nên là tôi có nổ máy bật lên thì cũng nhìn nó không được rõ lắm, cho nên là tôi không bật đèn lên quý vị bạn nhé. Đây là cái đèn này, rất là mới, rất là đẹp này. Đèn pha này, cụm đèn pha cũng rất là mới này. Đèn gầm, đèn bi đây ạ. Đấy, ca lăng rất là sáng. Đây là cái mặt ca lăng này, rất là sáng, rất là mới ạ.
Đấy, tôi quay chi tiết và sát lại để cho quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn mà đang có nhu cầu mua chiếc xe này mà lại ở xa chưa có thể qua cửa hàng chúng tôi để xem trực tiếp được, quý vị và các bạn có thể xem video thì quý vị và các bạn cũng có thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này nhá. Đấy, đây là cái phần đầu của chiếc xe. Gương chiếu hậu cũng đã được là tích hợp là xi nhan trên gương này. Gáo gương được ốp cả rôm này, gương gập điện rồi quý vị và các bạn ạ. Đấy. Đây là cái phần la răng này, la răng thì cũng chưa có xước sát gì đâu, và cái dàn lốp này còn nguyên bản hết quý vị và các bạn ạ. Dàn lốp theo xe còn nguyên bản này. Đấy, cả một cái dàn lốp này còn nguyên bản ạ. Và la răng thì là la răng đúc mặt phay. Mặt phay thì không sơn được quý vị bạn nhá, cho nên là nó xước sát một chút thôi thì cũng phải chấp nhận và giữ lại ạ. Đấy. Đây là cái phần sau, cụm đèn sau thiết kế cũng rất là trẻ đẹp và cơ bản của nó còn mới quý vị các bạn ạ, còn mới này, chưa có xước sát, chưa có bị nứt vỡ nào cả. Còn nguyên bản hết đấy ạ. Đây là cái cụm đèn hậu này. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Và nguyên bản của xe cũng đã được trang bị là camera lùi, đầu màn hình đầy đủ cả rồi quý vị bạn nhé. Đấy, từ những cái bô đằng sau này, ốp pha đời sốc sau này, rất là đẹp, rất là trẻ, rất là trẻ trung ạ. Đây, và đây là cái phần la răng của bên này ạ. Lốp nguyên bản theo xe này, chưa có bị xước sát gì cả, la răng này còn chưa xước sát gì cả cơ, còn rất là mới cơ. Đấy, la răng rất là mới, rất là đẹp, dàn lốp còn nguyên hết luôn đấy ạ. Rất là tuyệt vời, một chiếc xe 2019 nhập khẩu 1.5 số tự động, rất là đẹp ạ. Về cái ngoại hình, ngoại thất bên ngoài thì là không có bị đâm đụng, không có bị xước sát, không có bị móp méo, không làm sao cả thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước vào cái phần nội thất của chiếc xe nhá. Đầu tiên là chúng ta vẫn mở cánh cửa bên lái ra để xem đã nào. Xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, bấm tay mở cửa hai cửa trước nhá. Bấm tay mở cửa này. Tôi sẽ giới thiệu về option cho quý vị và các bạn cùng xem này. Đây là cái phần táp bi cửa trước bên lái. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn ạ. Tôi chỉ giới thiệu rất chi tiết và rất sát đây quý vị các bạn nhé. Đấy. Quý vị các bạn mà đang có nhu cầu thì là cứ yên tâm về chất lượng những chiếc xe tôi đang bán ra. Tôi cam kết là tôi có thể cam kết bằng văn bản ạ. Nếu sai là tôi sẵn sàng nhận lại xe, trả lại tiền cho quý vị các bạn. Đấy. Ốc bản lề cũng còn nguyên ạ. Và thiết kế của xe đây thì quý vị các bạn thấy rất là đẹp ạ. Kết hợp giữa da này và vân gỗ này. Và đây là cái phần nhựa màu kem này. Từ chất liệu cho đến là màu phối hợp rất là đẹp, cho nên là rất là bắt mắt. Mở cái cánh cửa ra chúng ta cũng đã thấy toát lên cái vẻ sang trọng của chiếc xe rồi ạ. Đấy, quý vị và các bạn thấy. Gương chiếu hậu là gập điện. Đây là cái cụm điều chỉnh gương chiếu hậu đây quý vị và các bạn ạ. Gương chiếu hậu gập điện này. Và đây là cái lịch sử, cái nhắc bảo dưỡng định kỳ quý vị và các bạn ạ. Chủ xe mới bảo dưỡng thay dầu xong. Tôi không biết là chủ xe thay dầu ở cái thời điểm bao nhiêu, nhưng mà đang hẹn là 3,7 vạn thì quay lại để bảo dưỡng tiếp này. 3,7 vạn mà đồng hồ công tơ mét của chiếc xe là đang 3,3 vạn quý vị các bạn ạ. Đấy, chủ xe cũng mới bảo hành bảo dưỡng thôi, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm nhé. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn. Và vô lăng thì còn rất là đẹp, rất là mới đây quý vị các bạn ạ. Đây là cái vô lăng này. Vô lăng rất là đẹp, rất là mới luôn này. Đấy. Cruise control có cả luôn này. Option phải nói là cũng được đấy, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này. Cần số này, tay phanh thì quý vị các bạn thấy đây, chủ xe rất là cẩn thận này. Có cả bọc luôn cả cần số này, cho nên cái cần số này bỏ ra là trông rất là mới này. Đấy, tay phanh cũng vậy. Tay phanh cũng đã được bọc rồi. Đấy, rất là đẹp. Phải nói là chủ xe rất là cẩn thận ạ. Và dán cả những cái phần giả carbon. Carbon đây là cái phần này là phần giả nhé. Chủ xe dán hết này. Dán hết những cái phần giả carbon này. Đấy. Đấy, từ những cái tay nút nắm này, cụm điều chỉnh lên xuống kính này, cho đến là những cái phần yên ngựa này, tay phanh các thứ bọc rất kỹ như thế này, thì chứng tỏ là chủ xe rất là cẩn thận và cơ bản là nó sẽ không bị xước sát. Đấy, không bị xước sát, nó rất là mới. Rất là mới và rất là đều xe. Đây là xe cũng đã được trang bị cả cái dàn điều hòa bên trên này cả trước cả sau quý vị và các bạn ạ. Đấy, cho nên là cái trần nỉ này cũng rất là đẹp, rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn ạ. Nội thất quá là đẹp luôn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ ra để giới thiệu cho quý vị và các bạn này. Keo chỉ đây, đây là cái phần keo chỉ quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là keo chỉ nó còn nguyên bản như thế này đấy ạ. Này, quý vị bạn thấy này. Keo nguyên bản nó sẽ khác nhé, nếu làm lại biết ngay. Đấy.
ốc bản lề cũng còn nguyên hết đấy ạ. Và chủ xe cũng đã rất là cẩn thận quý vị và các bạn ạ. Ốp cả bậc cửa rồi, ốp cả bậc cửa chrome inox cho nên là nó không bị xước sát gì cả. Đấy, tự những cái tì tay điều khiển này đều ốp dán giả carbon này, cho nên là nó rất là đẹp. Nội thất thì rất là đẹp luôn rồi, rất là mới. Đấy, có cả dàn điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này. Trần nỉ rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn đấy ạ. Phải nói đã đẹp mà lại còn sang nữa. Đây, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn lên xe để xem nhé. Đồng hồ công tơ mét này, tôi sẽ bật lên cho quý vị và bạn cùng xem. Đấy, đồng hồ công tơ mét này, chạy 3.3. Đã có đầu DVD. Đầu DVD này, cắm USB này. Khóa thông minh đèn nổ start top. Phải nói là rất là tuyệt vời. Đây chính là lý do mà doanh số bán hàng của Xpander này rất là lớn, mà trong khi đó lại các xe cùng phân khúc của các hãng khác thì lại giảm rất là nhiều. Đấy chính là lý do đây quý vị bạn nhé. Thiết kế rất là đẹp đây. Và những cái phần này là chủ xe dán thêm này. Đây là cái này nó có một cái bộ để dán thêm đây quý vị bạn nhé. Mua sẵn là dán về đây này, chứ không phải là dán giấy vào đâu đâu. Nó có cái bộ ốp vào đây. Nếu chúng ta không thích chúng ta có thể bỏ ra. Đây là dán vào đây thôi. Đấy, rất là đẹp. Vô lăng cũng còn nguyên bản luôn đây này, vì mới có 3.3 thôi. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh 3.3 km. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá rất là đẹp nhé, là 586 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe này để đi hay là về chạy dịch vụ hay là chạy Grab hay là taxi hay là kinh doanh vận tải gì đó thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi, để ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị và các bạn là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn nhé. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mitsubishi Xpander 2019 này ạ. Sau đây thì tôi lại giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần cốp sau nhá. Mở cái cửa cốp sau lên cho quý vị và các bạn xem. Đấy. Đầu tiên là tôi vẫn giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần ốc cốp sau này. Còn nguyên bản hết quý vị và các bạn ạ. Ốc cốp sau nguyên bản này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn ạ. Keo chỉ nguyên bản hết như thế này. Đấy, điều này là chứng tỏ là chiếc xe này không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, nguyên bản hết ạ. Phần sau này nguyên bản hết, lát nữa tôi sẽ giới thiệu về cái phần đầu. Và cái phần nhựa đây quý vị các bạn ạ, cái phần nhựa rất là mới nhá. Nếu như những chiếc xe nào mà chạy dịch vụ, sử dụng mà chạy dịch vụ nhiều thì cái phần sau này hay để đồ của khách đây. Hay để đồ của khách thì nó sẽ làm cho xước sát rất là nhiều. Và đây là cái phần cốp sau, để một chút cốp để đồ đây quý vị và các bạn ạ. Đấy, cú chút cốp này để đồ. Và lốp xe cua ở dưới gầm đây, đằng sau thì quý vị bạn nhìn này, cũng đã được trang bị một cái dàn điều hòa rất là dài cho nó mát cho cái hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Trần nỉ rất là sạch sẽ, đẹp đẽ rồi. Và đây là cái phần ghế, hàng ghế ngồi phía sau vẫn còn nguyên và còn rất là đẹp, vì những chiếc xe 7 chỗ thì phần lớn là không hay ngồi hàng ghế ngồi phía sau. Tôi sẽ úp lại cho quý vị bạn cùng xem nhé. Đấy, nếu như chúng ta không sử dụng để ngồi thì chúng ta có thể úp lại như thế này. Đấy. Úp lại như thế này thì quý vị các bạn thấy đã cho ta một cái khoang hành lý để rất là rộng. Đấy, nếu chúng ta đi 5 người thì sẽ úp lại thì là có cái khoang hành lý rất là rộng luôn ạ. Một số xe cùng phân khúc ở hãng khác thì lại không gấp được gọn như thế này, mà lại treo ghế lên trên ngang như này, thì cái diện tích nó vẫn không tiết kiệm được bao nhiêu cả, diện tích nó vẫn hẹp. Đấy, úp lại được như thế này thì là diện tích rất là rộng quý vị và các bạn ạ. Đấy. Cơ bản là tôi úp lại, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần nhựa ở hàng phía sau này này. Phần nhựa rất là mới này. Đấy, phần nhựa rất là mới quý vị bạn nhé. Phần nhựa này, phần nỉ trần này đều rất là mới này. Đấy, rất là mới luôn. Và đằng sau này cũng thiết kế một cái ổ điện 12V để cho chúng ta cắm sạc điện thoại đấy ạ. Những người ngồi hàng ghế sau này vẫn có thể sạc điện thoại được. Đấy, rất là tiện dụng luôn, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị và các bạn cùng xem này. Từ keo chỉ cũng còn nguyên hết đây. Keo chỉ còn nguyên hết quý vị và các bạn ạ. Đấy, keo chỉ nguyên bản hết luôn.
ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Chưa có bị mất một phân keo chỉ nào cả, ốc chưa bị mở, đấy rất là đẹp. Nội thất thì quá tuyệt vời rồi. Đây, điều chỉnh gió này của cái điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Chính vì thiết kế cái cửa gió ở trên cao như thế này cho nên mát được cả hàng thứ hai và hàng ghế thứ ba luôn ạ. Người ngồi ở hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba cũng rất là mát nhé. Và mát rất là nhanh vì cửa gió để một hàng dài và rộng ở trên cao, trên trần xe. Đã. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa bên phụ, cửa trước bên phụ quý vị các bạn nhé. Đây là cái cửa trước bên phụ này, bấm tay để mở cửa này. Đây là cái phần bấm tay khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Tôi sẽ mở ra để cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Chúng tôi cũng cam kết là keo chỉ còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn ạ. Keo chỉ này còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết này. Ốc bản lề còn nguyên bản này, chưa có bị tháo ra. Và quý vị và các bạn thấy đây, chủ xe rất là cẩn thận ốp bậc cửa hết rồi nha. Ốp bậc cửa này, trải sàn da đầy đủ hết cả rồi này. Ốc bản lề cánh cửa phía sau này. Đấy. Rất là đẹp, rất là mới luôn. Từ nội thất cho đến những cái phần nhựa của táp lô này, mới chưa quý vị các bạn ạ? Rất là mới luôn đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Táp bi cửa này, phải nói rất là mới. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu về cái phần động cơ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc xe Xpander một cái khối động cơ 1.5 lít và động cơ xăng, động cơ Mi Bách đây quý vị các bạn nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu, nhỏ gọn nhưng mà lại rất là tiết kiệm nhiên liệu nhá, vẫn khỏe đấy. Thưa với quý vị và các bạn ạ, quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đây là những cái phần ốc mặt máy này cho đến ốc chân máy này còn nguyên bản hết quý vị và các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là mới đây ạ. Đấy, tôi sẽ mở cái nắp ra cho quý vị và các bạn cùng xem luôn này này. Chiếc xe này thì chúng tôi mua về là chúng tôi cũng không phải dọn dẹp gì đâu ạ, vì mới chạy được từ 2019 và đến bây giờ thì cũng đã sang năm thứ 3 rồi, nhưng mới lăn bánh được có hơn 3 vạn cho nên là máy móc nó đẹp như này đấy quý vị các bạn ạ. Nó là rất là đẹp. Nguyên bản hết quý vị các bạn nhé. Chúng tôi cam kết thứ nhất là bị không bị tai nạn, không bị ngập nước. Máy móc còn nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản này. Tất cả những con ốc ở trong khoang động cơ này còn nguyên hết đây này. Quý vị các bạn muốn biết đâm đụng không, va chạm không, hay là có bị ngập nước hay không, máy móc còn nguyên hay không thì chúng ta có thể xem trực tiếp nhé. Tôi quay kỹ và quay trực tiếp thật sát vào đây cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Để quý vị và các bạn, nếu như quý vị bạn đang có nhu cầu mua chiếc xe này mà quý vị các bạn ở xa chưa thể đến xem trực tiếp được, quý vị bạn xem ở trên video tôi quay này là có thể biết được chất lượng của chiếc xe rồi, có thể tự đánh giá được chất lượng còn bao nhiêu phần trăm nữa ạ. Đấy, quý vị và các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ quay về cái ốc cabo cho quý vị bạn cùng xem này. Ốc cabo cũng còn nguyên bản nhé. Ốc cabo nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản hết quý vị và các bạn. Chiếc xe này thì nếu như đâm đụng hay va chạm gì hay không thì chúng ta phải xem kỹ về cái phần keo chỉ đây này. Keo chỉ nó còn nguyên và những cái này nó còn nguyên này, chưa có vết gì cả thì là chứng tỏ là nó chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Từ phần đầu vừa rồi tôi đã giới thiệu hết cả từng cánh cửa một rồi, rồi cả cửa sau rồi, cho nên là quý vị bạn yên tâm luôn ạ. Cái xe này là không bị đâm đụng, không bị va chạm gì đâu ạ. Keo chỉ còn nguyên hết, ốc còn nguyên hết tất cả đấy ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander 2019 1.5 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị và các bạn đấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Thưa với quý vị và các bạn là chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 586 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi ạ. Vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe. Cho nên là quý vị và các bạn nào mua chiếc xe này về để kinh doanh vận tải hành khách thì vẫn hỗ trợ trả góp quý vị và các bạn nhé. Có thể bỏ số vốn ra rất là ít mà chúng ta lại nhanh thu hồi vốn, vì là chiếc xe này giá nó rẻ, chỉ có hơn 500 triệu đồng thôi quý vị và các bạn nhé. Mà đời thì lại rất là cao, 2019 lại còn được xe nhập khẩu sản xuất tại Indo ạ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Một lần nữa tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mm-hmm.